Tiếp tục là những chiếc TV 65 inch LED lên Full Array của Sony gửi đi toàn quốc. Đây là một trong những cái mẫu mà trong một tháng qua thì Ecomart bán rất là nhiều. Hôm nay thì em tiếp tục cập nhật lại giá này, các cái chính sách liên quan tới bảo hành, đổi trả cho cái siêu phẩm này. Tầm giá hiện tại với cái mức giá bán của 65X90K thì không có đối thủ các bạn nhá. Trong top những chiếc TV bán nhiều trong một tháng qua thì sẽ không thể bỏ qua được cái mẫu này, 65X90K Full Array LED này. Các bác để ý cái khái niệm LED lên cao cấp này nhá. TV hiện tại thì chia ra làm các phân khúc màn hình. Đấy, với cái màn hình mà sử dụng công nghệ Full Array LED này thì nó là công nghệ LED lên cao cấp. Và với 90K mà Ecomart đang bán với giá có nhỉnh 17 triệu thôi ấy, thì đây là một trong những chiếc TV được rất là nhiều các bác ở trên toàn quốc lựa chọn. Hôm nay thì gửi đi khoảng 4 chiếc cho các bác ở thành phố Thanh Hóa này, cho các bác ở tại Hòa Vang của Đà Nẵng, và cả một bác này tại ở Vĩnh Long nữa. Đối với tất cả những mẫu TV đang bán tại Ecomart thì cam kết mới 100%. Trong 30 ngày đầu các bác dùng, gặp lỗi của nhà sản xuất đổi mới 1-1, hỗ trợ bảo hành 2 năm tại nhà. Cái chính sách này thì là cái chính sách vô cùng đặc biệt của Ecomart. Và đây là những cam kết để các bác có thể an tâm mua sắm tại bên em. Đấy, các bác hình dung là với đồ điện tử thì cũng không nói trước được bất cứ cái điều gì cả. Nhưng với cái chính sách mà bên em cam kết ấy, thì trong suốt 30 ngày đầu hoặc trong 2 năm các bác dùng, nếu gặp lỗi của nhà sản xuất thì bên em sẽ hỗ trợ tại nhà. Ngay cái quá trình mà các bác dùng tại nhà, nếu mà vô tình mà không biết dùng hay gặp phải những cái vấn đề liên quan tới những cái thắc mắc về thông số và hướng dẫn ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ 1-1 cho các bác. Đây em đang quay trực tiếp với X90K sản xuất tháng 4 năm 2023, sản xuất tháng 9 năm 2023. Những cái mẫu này là những mẫu mới nhất hiện tại. Và đối với cái màn hình của 90K sử dụng công nghệ LED lần với độ phân giải 4K thì cái chất lượng hiển thị, cái màu sắc, độ sáng và độ tương phản thì cũng vượt trội hoàn toàn. Trên thị trường thì có rất là nhiều các cá nhân và cửa hàng ngoài thì họ sẽ không có những sản phẩm như thế này. Đây là những sản phẩm hiện tại chỉ có những đại lý với quy mô lớn được trực tiếp Sony hỗ trợ nhập với số lượng nhiều và đảm bảo là gì, cam kết bán ra để có những sản phẩm với phân khúc cao cấp, được giá tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng và phủ sóng rộng. Đây là cái chương trình đặc biệt mà Sony kết hợp trực tiếp, bán trực tiếp nha các bạn nhé. Với một số các thông tin mà các bác đang phản hồi về chất lượng của X90K, về tình trạng hàng hóa của X90K, về chế độ bảo hành của X90K thì các bác cần quan tâm một số các chi tiết sau. Đầu tiên thì các bác đi mua ở bất cứ cửa hàng hay cá nhân hay hệ thống nào thì các bác cần phải biết là cái quy mô ở đó ra sao này, cái hỗ trợ dịch vụ bảo hành sau bán như thế nào, chính sách đổi trả đổi mới trong bao nhiêu ngày đầu tiên, và khi mà các bác cần hỗ trợ trực tiếp tại nhà thì ai sẽ là người hỗ trợ cho các bác. Các bác hình dung là đối với những hệ thống siêu thị lớn như bên em thì tất cả hàng hóa từ TV, tủ lạnh, máy giặt tủ đông, điều hòa hay là các sản phẩm gia dụng cao cấp ấy thì đều sẽ có hỗ trợ bảo hành trực tiếp tại nhà trên toàn quốc. Trong suốt quá trình các bác sử dụng, gặp bất cứ cái vấn đề gì liên quan tới hỗ trợ bảo hành ấy thì sẽ được bảo hành trực tiếp tại nhà. Đây là cái quá trình mà bên em phải cắm điện kiểm tra trước khi chuyển đi cho các bác ở các tỉnh thành ở trên toàn quốc. Và đây là những chiếc TV cuối cùng trong cái lô này. Lô này là lô mà bên em đã bán với số lượng rất là nhiều. Và khi mà hết số lượng rồi thì cái chương trình này nó sẽ tạm dừng. Hiện tại thì X90K với cái rết sản xuất của năm 2023 có thời gian bảo hành chính hãng 2 năm. Các bác mua là cam kết chưa kích hoạt bảo hành nhé. Mọi người có thể là check cái mã TV, cái số series ở trên vỏ thùng hay trên thân của TV là đã kích hoạt bảo hành hay chưa, thì đơn giản mọi người có thể check trên trang web chính chủ của Sony. Cái này thì em đã từng hướng dẫn các bác rồi.
Và đối với cái việc mà gì các bác nhận hàng trong 30 ngày đầu mới kích hoạt ấy, thì đảm bảo với các bác 100% là hàng mới nguyên nhá. Nếu những sản phẩm này đã từng qua sửa chữa, qua bảo hành thì nó sẽ có lưu lịch sử. Và đã kích hoạt bảo hành rồi thì các bác có thể check trực tiếp trên tổng đài của hãng Soli. Hoặc là các bác check qua cái website, website check bảo hành. Mọi người có thể Google để tìm thêm cái thông tin này. Tất cả những cái mẫu TV hiện tại đang bán với phân khúc cao cấp ấy, thì X90K đang xếp top rồi. Không chỉ giá sốc, không chỉ có cấu hình cao, chip xử lý hiện đại. Con này thì còn có cái hệ điều hành cũng như cấu hình vô cùng mượt mà. Đấy, mọi người có thể đơn giản là ra lệnh bằng giọng nói này, tìm kiếm giọng nói, ra câu lệnh để TV có thể thực hiện. Đơn giản là khởi động, tăng giảm hay là mở những cái chương trình các ứng dụng. Đây ví dụ đây là X90K là mình nhá. Ok Google, mở YouTube. Cái tốc độ bắt câu lệnh cực kỳ nhanh. Nó không gặp bất cứ một cái khó khăn nào khi mà thực hiện cái thao tác mở ứng dụng. Bây giờ em thử quay trở về màn hình chính nhá. Ok Google, quay trở về màn hình chính. Đấy, qua thấy không? Ngay lập tức là về màn hình chính rồi. Đối với LED nền hiện tại, đối với những chiếc TV mà có cả hỗ trợ tần số quét 120Hz thì không có mã nào giá tốt như con X90K này cả. Bán với giá nhỉnh 17 triệu. Hàng xuất xứ Malaysia, bảo hành chính hãng 25. Đấy, có thể cài thêm được các ứng dụng từ nhà phát triển ứng dụng thứ ba. Mọi người có thể là cài được các ứng dụng như YouTube không quảng cáo này. Các cái ứng dụng trình duyệt web để phục vụ nhu cầu xem giải trí, xem phim. Và cái thông tin mà liên quan tới cái chất lượng, cái tình trạng, tại sao mà bán giá thấp rồi là TV đã qua trưng bày, qua sử dụng các thứ. Các bác hình dung là trưng bày thế nào được cả 100 chiếc này. Trưng bày thế nào cả hàng mấy chục chiếc như vậy. Mà hàng trưng bày mà các bác hình dung là gì? Là khi mà các bác dùng, các bác nhận hàng tại nhà thì các bác hoàn toàn có thể kiểm tra. Kiểm tra tình trạng hàng hóa từ cái tình trạng của vỏ, tình trạng của túi phụ kiện, tình trạng của chân đế trên X90K. 100% hàng hóa nếu mà gửi đi mà không đảm bảo ấy, nếu mà gửi đi không phải hàng mới nguyên ấy, thì cái chi phí vận chuyển, chi phí gửi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, thì các bác hình dung là nó sẽ cực kỳ nhiều. Và đối với cái việc mà gửi hàng đi xa ấy, nếu mà BM không đảm bảo 100% mới nguyên ấy, thì chắc chắn là gì? Là các bác hình dung là sẽ không thể kinh doanh theo cái kiểu như vậy được. Đấy, các cái thông tin mà các bác có vặn hỏi lại cho Ecomart là khi mà tôi mua tại nhà, nếu mà gặp lỗi thì tôi liên hệ với ai, ai sẽ là người hỗ trợ cho tôi. Thì cái thông tin của các bác khi mà các bác mua hàng thì sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà trong 25. Tất cả cái quá trình các bác dùng nếu cần hỗ trợ thì có thể điện trực tiếp về tổng đài qua đầu số 0974178556. Hoặc các bác có thể liên hệ qua các kênh website, kênh Facebook hay kênh Zalo. Thì Ecomart luôn sẵn sàng hỗ trợ các bác. Đấy, từ sáng cho tới 22 giờ đêm, lúc nào cũng có các bạn các bạn trực để hỗ trợ, để hướng dẫn. Và khi mà có những cái lỗi liên quan tới cái sản phẩm ấy, thì các bác sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại nhà. Đấy, tất cả các bác ở trên toàn quốc, tất cả các tỉnh thành thì đều sẽ có nhân viên hỗ trợ về tận nhà để đảm bảo là gì? Khắc phục, giải quyết, giúp các bác giải quyết ngay cái tình trạng khi mà các bác gặp phải. Cái việc mà làm việc cam kết được cái dịch vụ sau bán tốt và hỗ trợ khách hàng ngay khi gặp phải vấn đề ấy, thì không phải cửa hàng hay không phải cá nhân nào cũng có thể thực hiện. Chỉ những cái đơn vị lớn, những hệ thống như Ecomart là đại lý cấp 1 và là những cái đơn vị được ưu tiên hàng đầu và dịch vụ hành sau bán thì mới được cái chính sách như vậy nhá. 100% các bác đã mua bên em và các bác đã từng mua sản phẩm tại Ecomart thì có thể là xác nhận ở bên dưới video. Để các bác có thể hình dung là gì, là mua hàng các bác bỏ ra vài chục triệu như vậy thì nó phải nhận được cái sự hài lòng, nhận được sự yên tâm, chứ không phải là mua về rồi các bác lo lắng không biết là bấu víu vào ai cả. Đến khi gặp lỗi không được hỗ trợ hay là khi mà cần bảo hành thì là các bác tự bơi với cả hãng. Thì mọi thông tin liên quan tới những sản phẩm bên em bán ấy thì các bác có thể là kiểm tra qua website Ecomart. Đây, con này con mini LED siêu phẩm C845 của TCL này. Thì tất cả những sản phẩm này thì bên em có những chương trình khuyến mãi khi mà giảm sâu ấy,
thì sẽ lên video để phục vụ. Lên video để các bác có thêm thông tin cập nhật. Mọi thông tin các bác có thể là bình luận bên dưới video hoặc gọi về tổng đài bên em nhé. 0974 178 566 hoặc truy cập website ecomart.vn. Cảm ơn các bác.